trên tay mình có bộ bài bình thường này. Và cái bộ bài này nó lộn xộn một cách bình thường, không sắp đặt sẵn nha. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt đôi cái phần bài này ra nha. Rồi đó. Ok. Và mình sẽ pha rô nó. Rất là khó pha rô các bạn nha. Bài này nó cũ quá nha. Thường thì bài tay nó mới dễ pha rô các bạn. Ok. 1 3. Rồi. Rồi. Búng tan cái tất cả những quân bài sẽ trở lại vị trí. Tất cả đều trở lại vị trí. Đây các bạn xem. 1 2 3 4 5. Và cái cách này làm như thế nào? Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn về cái trò này. Thì cái trò này thì nó để trở thành lại những cái quân đồng chất như thế này nha. Cơ rô trụ bích nó đồng như thế này. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ sắp tứ quý nha. Chúng ta sắp tứ quý nè. À đây. Chúng ta sẽ sắp từ tứ quý A đến tứ quý K, hoặc là từ tứ quý K đến tứ quý H, nó ngược lại. Đây, bây giờ nè, mình sẽ tính theo dãy cơ nè, rô nè, chuồn nè, bích nha. Đó, tiếp tục cơ rô chuồn bích nè, cơ rô chuồn bích, cơ rô chuồn bích nè, bích gì nha. Đây, cơ rô chuồn bích, cơ rô chuồn bích, cơ rô chuồn bích, cơ rô chuồn bích. Rồi, thì mình sẽ sắp tất cả các tứ quý như thế này. Đó. Nha. Rồi bây giờ mình sẽ tách đôi ra, kiểu nghĩa là mỗi một bên 26 lá, 26 lá là từ con 7 đến dài nè. Mình sẽ úp xuống như thế này. Là 1 nha, đó úp hết. Đó. Đó, nó sẽ nhạt. Đây là lần thứ nhất. Rồi, tiếp tục lần thứ hai cũng là mỗi bên 26 lá luôn. Nghĩa là ngay cây 10 nha, của chùa. Tiếp tục như thế này. Cái này mình xét ốc trước nha, mình xét ốc trước 3 vòng nha. Chứ để tứ quý không thì người khác nhìn vào người khác sẽ biết. Mình sẽ để như vậy thì người khác sẽ không biết nha. Đây là thứ hai. Lần thứ ba là cũng tách đôi 26 lá nha. 26 lá rồi. Thứ ba cũng vậy luôn nha. Nhớ là đó, như thế này ha. Rồi, thì tới thời điểm này bắt đầu mình sẽ biểu diễn. Tại vì đây là những quân bài nó đã lộn xộn như thế này mà. Nó lộn xộn rồi, người khác nhìn vào sẽ không biết đó. Và mình làm khó hơn cái nữa là mình sẽ ngắt 26 lá mình để trồng ngược như thế này nữa, thì nó càng lộn xộn hơn nữa các bạn. Đó, và mình cho người khác xem thì mình nhớ cái đoạn 26 lá nó sẽ là nghiệp khi dài như thế này. Đó, thì mình tách đôi gặp lại đó, để cho khán giả xem. Rồi bây giờ mình chỉ tách đôi ra thôi, mình tách đôi là ngay cái khe chính nha,
ngay khi chín bít. Thì bắt đầu mình pha rô. Thì mình pha rô, nếu như mình pha chiều này thì mình để cái già ngoài, mình pha rô chiều này thì để cái ắt ngoài. Đó, bây giờ mình pha rô chiều này. Đó, thì bây giờ mình sẽ để cái già chiều này thì mình tách như này. Đây, cái già nằm ngoài. Đó, tách cái già nằm ngoài nhé. Đó, cái pha rô này thì phải biết cách pha rô, là pha rô từng lá một nhé, từng lá một bạn. Đó, 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 bạn thấy không? Đều nhau ha, là một lần này. Đó. Thì một lần bắt đầu nó sắp xếp sắp sửa ngay này đó, thấy không? Đó. Rồi lần thứ hai cũng tách đôi ra nha, là tới cây ri bít đó. Rồi tiếp tục mình cũng pha rô lần thứ hai này đó. Bài nó hơi cũ quá bạn nha, cho nên nó hơi khó nha. Rồi pha rô lần thứ hai nha, nhớ là cái già nằm ngoài cái giải bích nha. Ok nè, thế nè, thì mình trải ra cho các bạn xem. Đó, có cái xen kẽ gì nè, đều nhau nè. Đó, cái ắt nằm ngoài nè. Đây là lần thứ hai. Đó. Thì lần thứ hai này bắt đầu nó sẽ hình thành nhiều hơn nữa nha. Đây các bạn xem. Đó nè, bạn thấy không? Cơ cơ rô rô trụ bích tích đây ha. Và lần thứ ba thì chúng ta cũng tách đôi 26 lá ra. À, nghĩa là đập. Bắt đầu chúng ta cũng pha rô lại y như lúc nãy nha. Bài nó cũ nha, nó rất là khó pha rô bạn. Pha rô chiều này thử đi. Không được luôn. Đây, pha rô là chiều này nha. Mà nó cũ quá bạn nha. Đó. Đây. Nó cũ nhưng mà nó cũng vô luôn nè ha. Đó. Ok. Như vậy thì tất cả những quân bài đều trở lại vị trí y hệt như lúc đầu ban đầu. Mà thế nè, 1, 2, 3, 4, 5, 9 nè, nè, nè. Đó, đây. Và tiếp tục nè. Không sai luôn nha, đó. Tiếp tục nè. Đó, đây. Đó. Thì đây là cái cách mà mình sẽ đốt bài để pha rô nó trở thành lại như vị trí ban đầu là vậy đó. Thì chúng ta pha rô, chúng ta múa thôi, chứ không gì chứ các bạn.